Góp rượu uống chung. Mọi người trật tự, tôi có ý kiến thế này. Để góp vui đầu xuân, mỗi chúng ta ai nấy mang rượu của mình ra đây góp chung. Rượu được đổ tất cả vào một chum lớn để cùng chia vui. Mọi người thấy thế nào? Được đấy, ý kiến hay. Mình đang tìm cái gì mà cứ lục cục nãy giờ thế? Tôi đang tìm cái bình rượu. Cái bình rượu hôm nọ xin được ở nhà bác Bỉnh. Đâu rồi bu nó nhỉ? Tôi để nó ở trong chum mà. Mà ông tìm làm gì vậy? À, thấy rồi. Tôi định mang nó đi góp vui trong bữa gặp mặt đầu xuân ở đình làng ngày mai. Cái gì? Góp vui? Sao lại mang rượu quý đi góp vui là sao? Chả là mọi người bàn sẽ chung rượu với nhau. Mỗi người mang một bình rượu đến để chung vào một cái chum lớn rồi cùng nhau thưởng thức. Trời, thế ông định lấy cái bình rượu này để đi góp sao? Rượu này là rượu quý. Bác Bỉnh chưng cất chôn nhiều năm dưới lòng đất đấy. Dại gì mà mang đi góp chứ. Tôi cũng thấy tiếc. Nhưng mà mình chỉ có mỗi bình rượu này thôi. Sao mà mình ngốc thế? Lại đây, tôi chỉ cho cách này. Đến hôm đó, mình cứ đổ nước lã vào chai rồi mang đến. Cả chum rượu, một chai của mình thấm vào đâu? Chắc chắn không ai biết được đâu mà sợ. À, ừ nhỉ. Có thế mà tôi chả nghĩ ra. Bu nó đúng là cao tay. Ồ, anh Bảy đến rồi. Chà, nhìn cái bình là biết gây rượu ngon đây. Nào, đổ rượu vào chum cùng góp vui thôi. Đây đây, tôi đổ vào ngay đây. Vậy là mọi người đã đến đông đủ. Chiếc chum rượu đã đầy ắp với nhiều hương vị khác nhau. Bây giờ chúng ta rót rượu mời tất cả cùng nâng ly thưởng thức nhé. Tất cả mọi người đã có rượu hết chưa? Còn ai thiếu không? Đủ hết rồi, đủ hết rồi. Vậy tất cả cùng nâng ly chúc mừng năm mới nhé. Nào, xin mời cạn chén. Năm mới may mắn, phát tài phát lộc. Nào, cạn chén nhé. Sao lại thế này? Sao rượu lại nhạt toẹt chẳng khác gì nước lã là sao? Chẳng lẽ toàn bộ những người kia cũng giống như mình? Chết tiệt, rõ là nước lã mà. Tức thật, nhưng mình không thể để mọi người biết mình đổ vào đó bầu nước được. Quả là rượu ngon, hương vị thật đặc biệt. Đúng vậy, đúng là rượu hảo hạng, đủ loại hương vị. Quả là rượu ngon, rượu ngon. Ngon cái nỗi gì chứ. Đây rõ là nước lã nhạt toẹt. Không ngờ họ đều thủ đoạn như thế. Ồ, ở đây tiệc vui quá nhỉ. Nghe nói mọi người góp rượu uống chung, thế mà không ai mời tôi gì cả. Ồ, cụ Hoàng, mời cụ vào đây. Xem nào, rượu chung chắc là hương vị sẽ đậm đặc lắm đây. Cho tôi một chén nào. Ông đừng. Cái gì vậy? Rượu gì thế này? Các anh bảo rượu góp chung à? Có mà nước lã thì có. À, tôi hiểu rồi. Cái trò góp chung. Của chung không ai khóc. Thế mà tôi vừa nghe ai cũng khen rượu ngon, rượu quý cơ đấy. Thật là ai cũng khôn, chẳng ai dại cả. Phải không các ông? Thằng Bờm có cái quạt mo. Ngày xưa, tại một làng quê nọ, có một cậu bé tóc mọc dựng đứng trên đầu như bờm ngựa. Người làng gọi cậu là Bờm. Cha mẹ mất sớm, Bờm phải đi chăn trâu, ở đợ cho một phú ông trong làng. Hôm nay cả ngày nắng nóng, chẳng có chút gió mát nào. Tài sản của Bờm chỉ là một cái quạt bằng mo cao do cha mẹ để lại. Bờm luôn mang theo chiếc quạt bên mình. Gió mát từ chiếc quạt như thể vòng tay ba mẹ luôn ở bên, vỗ về, che chở cho em. Thôi chết, sao mình có thể ngủ quên chứ? Đàn trâu của phú ông. 1, 2, 3, 4 5, 10, 11, 12. Vẫn chỉ có 12 con. Vậy là bị lạc mất một con rồi. Trời ơi, Phú Ông sẽ đánh mình chết mất. Trâu ơi, mày ở đâu? Trâu ơi, mày hãy về đây đi. Ba mẹ ơi, con làm mất trâu của người ta rồi. Con không dám về nhà đó nữa đâu. Con sẽ bị đánh chết mất. Bé con, vì sao cháu khóc? Cháu chào ông. Ông là ai ạ? Ta là ông Bụt. Ta tới để giúp cháu đây. Đừng khóc nữa. Hãy kể ta nghe đã có chuyện gì. Cháu ở đợ chăn trâu, chăn bò cho nhà Phú Ông giàu nhất làng này từ bé. Cháu chưa từng làm mất gì. Nhưng hôm nay trời nóng quá, cháu lấy quạt ra quạt mấy cái thì trót ngủ quên. Khi tỉnh dậy đã lạc mất một con trâu. Cháu hãy giữ lấy quạt này. Giờ nó không phải là một chiếc quạt mo bình thường nữa. Chỉ cần nhìn vào quạt và đọc thần chú, cháu sẽ tìm thấy mọi thứ bị thất lạc. Nào, giờ thì cháu hãy thử đi. Ồ, chỉ trong chớp mắt mà cháu đã trở về rồi. Ông ơi, cháu cảm ơn ông đã giúp cháu. Thằng Bồm có quạt quý quá, chỉ nhìn quạt nhẩm thần chú mà đã tìm thấy đồ rồi. Cảm ơn cháu nhé. Mấy đồng bạc này nếu bác không còn thì lấy gì mà mua thuốc cho con nhỏ. Từ đó, Bồm dùng quạt thần giúp đỡ dân làng tìm lại nhiều tài sản bị mất. Về phần Phú Ông, vốn bản tính tham lam, biết Bồm có quạt quý, hắn âm mưu tính kế hòng chiếm đoạt. Muốn chiếm cái quạt chẳng khó, có điều để quạt hiển linh thì cần có câu thần chú nữa. Xem ra phải đổi chác với thằng nhóc này. Có chiếc quạt kia, ta sẽ thâu tóm toàn bộ của cái thiên hạ. Củi kiếm thế cũng nhiều rồi đấy. Ra đây ông biểu đã nào. Ông gọi con ạ? Bồm này, con đổi cái quạt mo của con cho ông nha. Ông sẽ không để con thiệt đâu. Dạ thưa ông, quạt của con chỉ là cái quạt mo cao bình thường. Sao có thể sánh nổi với thứ gì của ông? Hey, nghe ta nói hết đã chứ. Đổi chiếc quạt này và toàn bộ đàn trâu bò trong nhà ông sẽ là của con hết. Dạ, con không dám đâu ạ. Con chỉ có cái quạt bé tí, sao có thể lấy trâu bò nhà ông? Ê, còn ra vẻ, chỉ ít chứ gì. Ao cá đó thì sao? Chỉ cần đổi quạt, nó sẽ là của con. Con cũng biết rồi đấy, cá nhà ông nhiều vô vàng. Con không dám nhận đâu ạ. Thế thì mày muốn gì? Nói đi. Xem ra ông ta đang muốn chiếm bằng được quạt của mình. Lẽ nào vì khả năng tìm ra đồ lạ của quạt? Chiếc quạt này vật duy nhất ba mẹ con để cho con không thể để mất được. Hey, mất là mất thế nào? Khi nào nhớ bố mẹ, ông lại cho mượn. Nào đưa quạt đây, không muốn trâu bò cá tôm. Vậy thì mấy bè gỗ liêm quý của ông ở sau nhà. Hay chim cảnh quý, con muốn gì ông cũng chịu. Thứ gì con cũng không đổi đâu ạ. Mày dám? Nhẹ không ưa, lại ưa nặng à? Tưởng tao không có cách khác chiếm quạt à? Lão đói quá, xin hãy bố thí cho lão chút gì đó để ăn. Đói quá, tôi đói quá rồi. Gia nhân đâu? Ném lão ăn mày này ra đường ngay cho ông. Dạ. Đừng, xin hãy cho ông lão ăn chút gì đi. Ông lão chết mất. Con van xin ông hãy làm phúc cứu người một phen. Chỉ một nắm xôi thôi cũng được mà. Được thôi. Thằng Nô vào bếp mang ra đây cho ông một nắm xôi. Dạ. Mày muốn cứu lão ta thì phải đổi chiếc quạt và câu thần chú lấy nắm xôi này. Đây, của ông đây. Có thế chứ. Giờ thì nó là của ta mà không mất lấy một cái sừng trâu, một cái vảy cá nào. Lão ăn mày sao? Ông Bụt, đúng là ông rồi. Hôm ấy ông đi, cháu còn chưa kịp cảm ơn ông. Lòng dạ người toàn tính xấu xa như thế, dẫu giàu sang đến mấy, kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu. Chiếc quạt này mãi mãi là của con, không ai chiếm đoạt được. Chỉ những người tốt bụng như con mới xứng đáng với phần thưởng của ta. Còn nhà ngươi, nếu mà tu thân tích đức đi. Câu chuyện về bờm được lan truyền khắp dân gian trong những câu đồng dao quen thuộc. Đến nay trẻ con vẫn thường nghêu ngao hát trong khúc sáo diều. Thằng bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu. Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi 1 sâu cá mè. Bờm rằng bờm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi 1 bè gỗ liêm. Bờm rằng bờm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi con chim đồi mồi. Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười. Quả táo bất hòa. Đang xem, các vị thần từ khắp nơi đã có mặt đông đủ, trông mới vui vẻ, nhộn nhịp làm sao. Và các nữ thần hôm nay ai cũng xinh đẹp rạng ngời đó ạ. Lễ hội đông vui như vậy mà lại không mời ta, các người sẽ phải trả giá. Giờ thì hãy tự mà tàn sát lẫn nhau đi. Quả táo này từ đâu tới? Và ai là người đẹp nhất? Chúng ta khỏi cần nghĩ thầm nữa. Ở đây chẳng phải ta chính là người đẹp nhất hay sao? Không đúng, ở đây ta mới là người đẹp nhất. Chẳng phải sắc đẹp của ta đã lừng lẫy cõi này hay sao? Các người đã quên ta là nữ thần của sắc đẹp và tình yêu hay sao? Vậy thì hiển nhiên người đẹp nhất chính là ta rồi. Dừng lại ngay! Xin ngài hãy phân xử cho chúng tôi, ai mới thật sự là người đẹp nhất, thưa ngài? Ta cũng không biết quả táo thực sự thuộc về ai. Các nàng đều là những vị thần vô cùng xinh đẹp và quyền năng. Ngài là đấng tối cao, lời phán xét của ngài sẽ là quyền năng nhất. Xin ngài hãy đưa ra quyết định ạ. Thật là đưa ta vào tình huống khó xử. Nếu ta nói hay ra vợ ta là đẹp nhất thì sẽ kéo theo biết bao dị nghị và lôi thôi sau này. Còn nếu ta bảo thần trí tuệ, thần sắc đẹp và thần tình yêu đẹp nhất thì chắc chắn ta sẽ không tránh khỏi được cơn thịnh nộ của Hera. Phải làm sao đây? Việc phân xử ai là người đẹp nhất ta sẽ giao cho Paris, chàng trai đẹp nhất châu Á. Các người hãy đến chân núi Ida để gặp chàng Paris. Chàng sẽ đưa ra phán quyết. Xin vâng lệnh thần giớt tối cao. Sau khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện và cầm trong tay quả táo vàng, Paris đứng ngẩn ngơ trước 3 nữ thần và chưa biết phải phân xử như thế nào. Hỡi Paris, nếu chàng phân xử cho ta được quả táo, ta sẽ cho chàng làm vua khắp vùng châu Á mênh mông và giàu có này. Hãy trao cho ta quả táo vàng, hỡi Paris. Để đáp ơn chàng, ta sẽ ban cho chàng trí tuệ tuyệt vời. Chàng sẽ chỉ biết đến chiến thắng trong mọi cuộc giao tranh. Chàng sẽ có vinh quang. Hỡi chàng Paris đẹp nhất châu Á, chàng hãy trao cho ta quả táo vàng. Ta sẽ không quên ơn chàng. Ta sẽ giúp chàng lấy được nàng Helen xinh đẹp, hoa hậu của cả châu Á. Bên chàng sẽ có một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Thật sao? Ta sẽ có được Helen xinh đẹp mà ta thầm áo ước sao? Ôi Helen, giấc mộng của đời ta. Paris không do dự, chàng đã tiến đến trao quả táo cho thần vệ nữ, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Vả lại, có ai có khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng tươi, thân hình căng tràn sức sống như thần vệ nữ, nàng xứng đáng là người đẹp nhất. Vậy là quả táo vàng dành cho người đẹp nhất đã thuộc về ta rồi. Vậy là chàng đã từ bỏ quyền lực và chàng đã chối bỏ vinh quang. Lựa chọn của Paris đã khiến cho Hera và nữ thần trí tuệ vô cùng tức giận. Đó là căn nguyên quan trọng dẫn đến sự bất hòa giữa các vị thần. Hỡi thần sắc đẹp và tình yêu, khi nào thì ta có thể được nàng Helen xinh đẹp đây? Chàng hãy đóng một chiếc thuyền lớn sang xứ sở của nàng Helen. Chồng của nàng đang phải vắng nhà một thời gian, và chàng sẽ chiếm được trái tim của Helen rồi đưa nàng về đây. Helen, trái tim của ta, cuối cùng thì nàng đã ở bên ta. Ta thật hạnh phúc về điều đó. Paris chàng ơi, thiếp về đây cùng chàng và mang theo tất cả châu báu của chồng thiếp nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi nha. Các ngươi đừng hòng mơ mộng nữa. tưởng thoát khỏi tay ta hay sao? Không xong rồi, chồng ta cùng các vị thần tài giỏi nhất ở xứ sở Sa Bát đang đuổi theo chúng ta kìa. Bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng rời xa ta. Chồng của Helen đem cả một đội quân hùng mạnh đuổi theo Paris, cướp lại nàng Helen xinh đẹp. Cuộc chiến 10 năm bùng nổ giữa Hy Lạp và Troa giết hại hàng ngàn vạn sinh linh. Từ đó, thành ngữ quả táo bất hòa ra đời, chỉ nguyên nhân của những ý kiến xung đột, của những tranh chấp gây tác hại lớn. Sự tích Hoa Lây Ơn. Ngày xưa, tại một đất nước trù phú nọ, khi cuộc sống của người dân đang yên ổn, bỗng một ngày bị giày xéo bởi giặc ngoại xâm hung bạo. Chúng đi đến đâu đều cướp bóc, vơ vét trắng trợn, giết hại nhiều người dân vô tội. Muôn tâu đức vua, hai tên đầu sỏ cứng đầu này đã giết chết nhiều quân sĩ của ta, khó khăn lắm mới tóm được chúng. Bây giờ xử chúng sao ạ? Giết hết chúng nói cho ta. Khoan đã, đừng giết chúng, hãy giải chúng về nước, sẽ có việc hay ho dành cho chúng. Thế là hai chàng trai theo lệnh của tên vua độc ác và bị áp giải về vương quốc của hắn. Họ không hay biết gì về dã tâm của chúng. Bị giam trong ngục tối, họ vô cùng cô đơn, buồn khổ vì nỗi nhớ quê hương gia đình và cả nỗi khổ đau mất nước, tha hương nơi đất khách quê người. Để thể hiện lòng thành với đất nước, họ quyết tâm cùng nhau tuyệt thực. Sao bọn chúng không giết chúng ta luôn đi, còn mang chúng ta về đây? Chúng định làm gì với chúng ta chứ? Bọn chúng là phượng mang rợ, độc ác, chắc chắn mục đích của chúng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nhất định không được để chúng lợi dụng chúng ta để gây hại cho quê hương mình thêm nữa. Xin Chúa hãy ban cho con cái chết để trái tim chúng con bãi thuộc về quê hương của chúng con. Con cầu xin người. Sao phải chết hả hai dũng sĩ bậc nhất? Nếu hai anh kết thúc cuộc đời ở đây thì thật là phí. Nghe đây, mặc dù các ngươi là tù binh, nhưng đức vua đáng kính của ta vô cùng cao thượng. Ngày ấy cho các ngươi thêm một con đường sống. Hãy luyện tập chăm chỉ để thành người tài giỏi. Chờ đến lúc thích hợp, đức vua của ta sẽ cho các ngươi được thể hiện tài năng của mình. Đừng hòng, ta sẽ không đời nào phục vụ kẻ thù của đất nước ta đâu. Được, thế thì các ngươi cứ ở đây cho chuột bọ gặm nhắm xương thịt của các ngươi đi. Những kẻ không biết điều, rượu thưởng không uống mà lại thích uống rượu phạt. Sếp à, chúng ta phải sống mới có thể có cơ hội quay về đất nước chúng ta. Nếu chúng ta chết ở đây thì đúng thật là vô nghĩa. Nhưng tội ác của chúng đối với đất nước chúng ta muôn đời cũng không thể rửa sạch. Tôi không muốn phục vụ cho chúng đâu. Tất nhiên chúng ta sẽ không đời nào làm thế, mà chúng ta chỉ vờ thỏa hiệp với chúng. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy cố gắng tập luyện để tài kiếm của mình trở nên thật mạnh mẽ và giỏi giang. Sẽ có một ngày mình có thể quay về quê hương và gây dựng lại đất nước của mình. Hay chí ít cũng là để hạ gục được tên vua xấu xa, để khiến dân chúng tộc ta thoát khỏi đau khổ và rời khỏi cảnh làm than. Phải rồi, chúng ta nhất định không bỏ cuộc. Thế rồi, hai chàng trai cố nén nỗi căm thù, ngày ngày cố gắng rèn luyện tay kiếm và không thôi hy vọng về một ngày được tự do và trở về quê hương của họ. Nhưng họ đâu biết về mục đích ghê tởm của tên vua tàn độc. Bệ hạ cứ yên tâm, bọn chúng đang hăng say tập luyện lắm. Đến ngày sinh nhật bệ hạ, chắc chắn người sẽ được thưởng thức một cuộc đấu hay chưa từng có. Ta rất nóng lòng đến ngày đó, xem hai tên tù binh đánh giết lẫn nhau trên đấu trường như thế nào. Hắn sẽ náo động lắm. Nhớ đừng để lộ cho chúng biết về việc này, kẻo hỏng việc. Trong khi đó, hai chị em công chúa xinh đẹp đã vô tình nhìn thấy Tê-sét và Sép, mặc dù đang bị giam cầm và quản thúc nghiêm ngặt. Họ lập tức có cảm tình đặc biệt với hai chàng trai. Wow, chị ơi, họ là ai vậy? Trông họ thật hào hoa, khí chất khác hẳn những kẻ đàn ông trong đất nước mình. Họ là tù binh của nước Lân Bang, vừa bị cha ta chiếm đóng đấy em à. Họ vẫn trong thời gian bị quản thúc. Không biết cha đưa họ về đây là có mục đích gì? Em chắc rằng hai chàng ấy là những đấng trượng nghĩa, hy vọng cha rủ lòng thương mà trả tự do cho bọn họ. Khó đấy em à, em biết tính của cha rồi đấy. Xưa nay cha ít khi nhân nhượng với một kẻ tù binh nào. chắc chắn cha đang có một mục đích gì đó với họ. Tên vua cũng sớm biết tình ý của hai cô con gái của mình dành cho hai chàng tù binh kia. Hắn nổi giận lôi đình và gọi tên cận thần đến và đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Ta muốn cho hai tên tù binh ra đấu trường ngay ngày mai, không cần đợi đến sinh nhật ta nữa. Nhưng thưa bệ hạ, chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật ngài rồi. Liệu có thể đợi đến lúc đó không ạ? Không được. Hai đứa con gái của ta đã quá mê muội rồi. Chúng đều đã một lòng một dạ với hai tên tù nhân thấp hèn kia. Thật là một sự sỉ nhục đối với ta. Sau trận đấu, cả hai chúng nó đều phải chết. Dạ thưa bệ hạ, có nghĩa là dù kẻ nào thắng cũng phải giết hắn ngay sau đó phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng tất cả những dã tâm đầy tàn độc ấy đã lọt vào tai của hai nàng công chúa. Họ đều hết sức bàng hoàng khi nghe được sự thật. Thì ra đó mới là ý đồ của cha. Thật quá tàn nhẫn. Chị ơi, chúng ta phải làm gì đó đi. Chúng ta phải nói ngay cho hai chàng biết và tìm cách giúp họ trốn thoát. Đi thôi. Là sếp chàng ơi. Sếp chàng ơi. Có chuyện gì vậy hai nàng? Không xong rồi. Ngày mai cha em sẽ bắt hai chàng lên quyết đấu với nhau. Tệ hơn nữa là dù thắng thua như thế nào, hai chàng đều phải chết. Chúng em sẽ tìm cách giải cứu hai chàng. Đêm nay chúng em sẽ đánh thuốc mê tên cai ngục và lấy chìa khóa để giải cứu hai chàng. Nhưng đau đớn thay, hai nàng công chúa chưa kịp hành động giải cứu hai chàng trai Tê Sép và Sép thì họ bị tên vua cha phát hiện. Đêm hôm đó, hắn bắt và giam hai nàng lại. Hai nàng công chúa gào khóc trong tuyệt vọng. Họ đều đau đớn cho cảnh ngộ sắp diễn ra của người họ yêu. Cùng lúc, Tê Sép và Sép bị dẫn lên lễ đài và bị ép quyết đấu với nhau. Họ bước lên đấu trường với trái tim nặng trĩu. Đánh đây! Đánh đây! Đánh đây! Đánh đây! Đánh đây! Đừng có câu giờ nữa! Ra tay đi! Đánh đi! Đánh đây! Đánh đây! Đánh đây! Đánh đây! Quân mang trợ, các ngươi có lớn mạnh nhưng sẽ không bao giờ có thể biến ta thành nô lệ, thành kẻ mua vui cho các ngươi. Các ngươi sẽ không phải là người thắng cuộc đâu. Khi xác của hai chàng trai được đưa ra bên ngoài thì lập tức những thanh gươm liền kêu len keng, và nơi hai thanh gươm đâm xuống đã mọc lên những bông hoa màu đỏ tươi, thân thẳng đứng, xanh mướt như những cây đao vậy. Người ta gọi đó là hoa lây ơn, tưởng nhớ và biết ơn hai chàng trai Tê Rép và Sép đã vì quê hương đất nước mà hy sinh một cách quả cảm để giữ thân trong sạch. Cô dâu đích thực. Ngày xưa, có một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng mẹ mất sớm, cô phải ở với dì ghẻ và làm lụng vất vả suốt ngày. Ta khát nước quá, có thể cho ta xin một chút nước uống được không? Dạ vâng ạ, bà đợi cháu một lát, cháu sẽ lấy nước cho bà. Nước của bà đây ạ. Bà có đói không? Cháu vừa làm bánh xong, bánh còn nóng hổi, bà ăn một chút bánh cho ấm bụng nhé. Ôi cô gái tốt bụng, vậy thì hãy cho ta xin một lát bánh nha. Cô gái rất hiền lành và tốt bụng, nhưng bà dì ghẻ và cô con gái của bà ta thì vô cùng độc ác. Mẹ con bà ta luôn kiếm cớ để hành hạ cô gái. Thân ngươi còn chưa lo được mà còn đi lo cho người khác à? Đây là 5 kg lông vũ, hãy đem tước hết tơ lông ra cho sạch sẽ. Nếu tối nay làm không xong thì một trận đòn sẽ chờ ngươi đấy. Trời ơi, làm sao có thể tước hết 5 kg lông vũ trong một đêm được cơ chứ? Phen này chắc là lại bị đòn nữa rồi. Đừng lo cô gái, ta sẽ giúp con. Đêm nay con cứ đi ngủ đi, sáng mai chỗ lông này sẽ được tước hết, hãy tin ta. Bà sẽ giúp cho cháu bằng cách nào ạ? Ta không thể nói dối con được, cứ để ta giúp con. là chỗ Long Phủ đã được tước sạch rồi nè. Vậy là bà cụ ấy hẳn là một bà tiên rồi. Hả? Trời ơi, đã hoàn thành rồi sao? Mẹ, cô ta đã làm thế nào mà nhanh như thế? Làm xong rồi thì ta giao cho việc khác. Từ giờ tới sáng ngày mai, ngươi phải tát cạn chiếc ao trước cửa nhà cho ta. Thưa gì, ao rộng và đầy ắp nước như thế, làm sao một mình con có thể? Nếu không thể làm được thì đừng có trách ta ác. Làm sao ta có thể tát cạn cái ao này trong đêm nay được chứ? Đừng lo, ta sẽ giúp cho con. Cô gái tốt bụng ạ. Bà là bà tiên hôm trước đây mà. Con cảm ơn bà ạ. Ôi, quả thật là bà lão đã nói đúng. Không còn một giọt nước nào. Tại sao nó có thể tát cạn cái ao trong một ngày đêm được chứ? Thế này thì ta cần phải giao việc gì đó khó hơn mới được. Đừng có vội đắc ý. Ta có việc này giao cho ngươi đây. Từ giờ tới ngày mai, hãy xây cho ta một tòa lâu đài. Nếu sáng mai thức giấc ta không thấy nơi đây một lâu đài nguy nga lộng lẫy thì hình phạt dành cho ngươi sẽ vô cùng đau đớn. Nghe rõ chưa? Thưa gì, con không thể nào làm được việc đó đâu ạ. Không làm thì ta sẽ nhốt ngươi vào hầm và cho nhịn đói tới khi chết thì thôi. Đừng lo, ta tới giúp con rồi đây. Bà tiên ơi, sao bà tốt với con thế ạ? Con là một cô gái nhân hậu, hiền lành và rất tốt bụng. Nhưng hoàn cảnh lại đáng thương. Ta không thể để mặc con phải chịu thiệt thòi được. Ôi, một tòa lâu đài thật tráng lệ, đẹp quá. Tốt, ngươi làm tốt lắm. Vậy là từ đó mẹ con Mụ Dì Ghẻ được sống sung sướng trong tòa lâu đài lộng lẫy. Còn cô gái thì vẫn làm đủ việc để hầu hạ hai mẹ con. Ôi, khổ thân dê con. Chỉ vì bận việc nhà mà ta không để ý, để em bị ngã đau chân như thế này. Một hôm, có một chàng hoàng tử đi ngang qua tòa lâu đài của cô gái. Chàng ngẩn ngơ khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô gái thì đem lòng yêu mến. Chàng đã bước tới và làm quen với cô gái. Ít lâu sau, hoàng tử cầu hôn cô. Cô gái gật đầu đồng ý làm vợ của chàng. Giờ thì ta phải về cung điện để xin phép vua cha tổ chức lễ cưới cho chúng ta. Nàng hãy chờ ta quay trở lại đón nàng về cung nha. Vâng, thiếp sẽ đợi chàng. Thiếp vừa hôn lên má trái của chàng. Chàng hãy luôn giữ nụ hôn này nhé. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng. Nếu không, chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Ta nhớ rồi, nàng hãy đợi ta. Chuyện cô gái gặp hoàng tử và được chàng cầu hôn không qua khỏi mắt hai mẹ con Mụ Dì Ghẻ. Mụ Dì Ghẻ tức điên khi biết cô gái sắp được trở thành vợ của hoàng tử, trong khi lẽ ra vị trí đó phải thuộc về con gái của mụ ta. Trên đường trở về cung điện, hoàng tử đã dừng chân bên một con suối. Thấy hơi mệt nên chàng nằm trên bãi cỏ mà ngủ một giấc. Chàng không hề biết trong suốt quãng đường đi của mình có một người đã lén đi theo sau. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng, nếu không chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Nàng là ai? Ta nhớ là ta đang trên đường về cung điện để xin vua cha cưới vợ. Ta không nhớ người con gái đó là ai. Chính là thiếp đây nè. Chàng hãy mang thiếp về cung điện cùng chàng. Thật thế à? Xin lỗi nàng vì ta đã quên mất. Vậy chúng ta cùng đi. Vậy là cả cung điện náo nhiệt để chuẩn bị cho đám cưới của hoàng tử và con gái của Mụ Dì Ghẻ. Khi vừa nghe tin, Mụ Dì Ghẻ cũng ngay lập tức tới cung điện để chuẩn bị dự đám cưới của con gái với hoàng tử. Vậy là chàng đã quên ta thật rồi. Ta phải làm sao để chàng lại nhớ tới ta đây? Cô gái tốt bụng, cháu đừng lo. Hãy tới hoàng cung và xuất hiện trong lễ cưới của hoàng tử. Hôn lên má trái của chàng một lần nữa, chàng ta sẽ nhận ra cháu mà thôi. Nhưng cháu chỉ sợ chàng vẫn không nhận ra mình thì cháu sẽ bị nhà vua xử tội vì làm đảo lộn đám cưới của hoàng tử. Hãy dũng cảm lên cô gái. Hạnh phúc đôi khi không tự nhiên đến, phải đấu tranh và giành lấy cháu ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu sẽ giành lại được tình yêu của mình. Khoan đã, cháu định mặc như thế này sao? Nhưng cháu không có bộ quần áo nào đẹp hơn nữa hả? Để ta. Hả? Sao nó có thể tới đây được? Hãy ngăn nó lại mau lên. Ai cho ngươi vào đây? Hãy cút khỏi đây ngay. Cô có sao không? Tôi trông cô rất quen. Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Trời ơi, ta nhớ ra rồi. Đây mới là vợ chưa cưới của ta. Nàng mới là cô dâu đích thực. Ngay khi nhớ ra mình bị lừa dối, hoàng tử đã ra lệnh bắt hai mẹ con mụ dì ghẻ nhốt vào ngục tối. Nhờ có tình yêu mãnh liệt và lòng quyết tâm, cô gái đã lấy lại được trí nhớ cho hoàng tử. Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.